Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em biết một bí quyết để nuôi chim bồ câu thành công. Thì đó chính là cái việc mà làm sao để ghép cặp chim bồ câu nó chuẩn nhất. Thì những cái người mà họ mới nuôi á, thì cái việc ghép chim bồ câu đó đối với họ thì nó rất là khó khăn. Từ cái việc mà phân biệt trống mái như thế nào cho nó chuẩn này, đến cái việc là ghép cặp làm sao để chim nó không có đánh nhau và để nó đẻ, thì nó cũng là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải. Thì đây mọi người có thể thấy là đây là những cặp bồ câu là mình đã ghép thành công nha anh em nhé. Ghép chuẩn 100% đấy, là chim trống và chim mái và nó không đánh nhau nhá. Cặp nào cũng rất là tuyệt vời nha anh em xem ở trên này. Đây là những cặp mình đã ghép rồi. Và cặp này thì mình mới ghép hồi 2 ngày trước thôi, và bây giờ nó đã đẻ rồi anh em ạ. Nó đẻ rồi anh em nhé. Còn cặp này thì hôm nãy mình đi xem thì nó đang đặt mái luôn. Đây là những cặp này là mình vừa mới ghép. Chim này là đang chuẩn bị vào đẻ nha bạn, chứ chưa đẻ nhá. Chim này là đang chuẩn bị vào đẻ này. Thì chim bồ câu thì anh em cũng biết là khoảng từ 5 tháng là 5 đến hơn một chút là bắt đầu nó vào đẻ rồi. Thì anh em phải ghép cặp làm sao cho nó chuẩn trước đó. Chim bồ câu anh em cũng biết là nó cũng phải có một thời gian nó yêu nhau đã, rồi nó mới bắt đầu nó đặt mái. Thì mình cứ hiểu đơn giản như là những cái con vật hay là nó cũng như là con người vậy, nó phải có bắt cặp rồi nó yêu nhau rồi nó mới sinh sản được. Đặc biệt là chim bồ câu nữa anh em ạ. Chim bồ câu thì nó có một cái nữa, đó là nó rất là trung thủy anh em nhé. Chim bồ câu là một loài trung thủy nhất. Nhưng mà cái việc nuôi công nghiệp thì ví dụ là mình có thể ghép bằng những cái gọi là cái tuyệt chiêu của mình nhá, để làm sao để cho ra những cái cặp nó chuẩn nhất và nó đẻ anh em này. Cái hàng này là ghép hết rồi. Còn ở bên dưới nhá anh em nhá, bên dưới của mình là chim cũng chuẩn bị vào đẻ luôn đó. Thì ở dưới này là mình đang chuẩn bị ghép. Anh em thấy cái cặp này chưa? Anh em thấy nó khổng lồ chưa? Mặc dù là chuẩn bị vào đẻ hết nhưng mà anh em thấy cái kích thước của nó khủng khiếp chưa? Đây là chim bồ câu khi đang thái siêu thịt nhá. Thì ở trại mình ở trên Đắk Lắk này thì mang lên đây nuôi thì nó cũng rất là to anh em ạ. Anh em thấy bên này nữa này, những cặp chim nó nhìn nó mình thích lắm. Và có một cái điều đặc biệt khi mà anh em ghép chim bồ câu á, thì anh em phải để ý nó trong một khoảng thời gian, tức là khoảng vài ngày đi, là xem nó có đánh nhau không nhá. Nếu mà nó đánh nhau với nó cù đầu, nó mổ đầu á, hoặc là nó đánh nhau dữ dội, đó là mình đã ghép sai rồi. Có thể là hai trống hoặc là hai mái đấy. Còn có một cái lưu ý nữa, đó là cái độ tuổi của chim bồ câu á, thì đôi khi là mình ghép trống mái nó đã đúng rồi nhưng mà chim bồ câu vẫn đánh nhau. Đó là tại sao ạ? Đó là ví dụ như là một con chim bồ câu nó 5 tháng nó gần vào đẻ, thì mình lại đi ghép cùng với một con khác nó chỉ có 2 tháng tuổi thôi, thì đương nhiên là nó sẽ đánh nhau. Tại vì cái con chim bồ câu 2 tháng tuổi ấy, là nó chưa đến thời kỳ sinh sản, mà mình đã ghép với một cặp con chim bồ câu sinh sản thì nó sẽ đánh nhau. Nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp như vậy. Thì anh em lưu ý một chút. Đây, những cặp chim bồ câu này là ghép chuẩn hết rồi anh em ạ. Ở bên dưới thì chim là gần đẻ rồi. Những cặp chim bồ câu của mình ở đây là gần đẻ hết rồi anh em nhé. Thì mình có những cái phương án nó lựa chọn, nó có thể là chim chuẩn bị vào đẻ này, có thể chim non hơn một chút mà chim đã đẻ rồi. Thì anh em nuôi chim hoặc là nuôi rồi hoặc là đang chuẩn bị vào nuôi thì anh em cũng có những cái kiến thức cơ bản về nuôi chim bồ câu. Tại vì sao người ta nuôi chim bồ câu người ta hay bị thất bại? Tại vì người ta ghép cặp không chính xác. Và từ cái việc ghép cặp không chính xác đó dẫn đến cái việc chim bồ câu nó bị nó không đúng lứa của nó. Nó gây ra một cái có nghĩa là nó bị lỡ những cái lứa của nó. Thì mình sẽ chim bồ câu mỗi ngày nó ăn, mà mình ghép không đúng cặp, nó không có đẻ thì mình cái việc nuôi của mình thì nó không có hiệu quả đâu mọi người ạ. Thì có một cái lưu ý thứ hai, có nghĩa là chim bồ câu ghép đúng cặp rồi nhưng mà nó vẫn đánh nhau, thì mình sẽ phải làm sao. Cái này phải nói là tuyệt chiêu của mình luôn. Thì đây mình chia sẻ để cho anh em nắm thêm. Có nghĩa là khi mà chim bồ câu mình ghép á, đúng cặp đúng tháng nó vẫn đánh nhau, nhưng mà cái này là cái tỷ lệ phần trăm của nó cực ít thôi anh em ạ. Ví dụ là 100 cặp đi thì cái tỷ lệ của nó thì chỉ khoảng là
1%, 2% thôi, rất là ít. Nên nhưng mà mình vẫn phải khắc phục nó. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để cho anh em biết luôn. Thì bây giờ mời anh em đi đi theo mình này. Mình đã làm một cái chuồng quần thể ở bên này, cũng lớn lắm anh em ạ. Để mình làm clip cho anh em xem thôi. Thì đây, anh em lấy giấy này, cho anh em theo mình luôn. Thì đây là cái chuồng quần thể mọi người nhé. Thì mình nó hơi cái nền nó hơi yếu một chút á, thì mình đứng lên đây để mình nói cho anh em này. Đây là cái chuồng quần thể này, đối với những cái cặp chim bồ câu nào á, gọi là nó hay đánh nhau á, và nó không có ưng nhau á, thì mình thả vào đây này, mình thả chung vào đây thì nó sẽ tự bắt cặp với nhau, nó sẽ tự bắt cặp với nhau anh em nhé. Thì những con nào mà nó bắt cặp với nhau á, thì nó gọi là nó chuẩn 100% luôn, không sai một ly nào luôn á. Tại vì chim bồ câu là nó bắt theo cặp. Đây mọi người có thể để ý ngay bên kia, ngay bên kia thôi. Đó, cái đó là chuẩn đấy đó. Cái đó là một cặp đấy anh em ạ. Nó là trống cặp mái, con ở bên trên đó, bên ngoài là con trống, con ở ngoài này rìa này là con mái đó. Cái đó là một cặp đã bắt cặp với nhau đó. Ở bên kia cũng vậy. Có những cặp nó đang tự lựa bạn tình cho mình nhá. Chim bồ câu nó tự lựa bạn tình cho mình thì cái xác suất chính xác 100%. Nên là mình có những cái phương án thứ nhất, có nghĩa là mình ghép cặp và mình ghép sẵn ở trong kia. Khi mà mình phân biệt chống mái đó, thì cái việc mà phân biệt chống mái á, thì mình đã làm rất nhiều clip để cho anh em xem rồi. Thì anh em có thể theo dõi lại ở trên cái kênh YouTube của mình. Còn có cái một cái phương án tiếp theo đó, chính là mình để trong chuồng quần thể như thế này, thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường nó giống như là thiên nhiên đó anh em, như một môi trường ngoài thiên nhiên. Và ở đây có rất nhiều những cặp chống mái khác nhau, thì nó sẽ tự bắt cặp với nhau, và cái tỷ lệ chính xác của nó là 100%. Và khi mà những cặp bồ câu mà nó đã ghép cặp sẵn với nhau á, thì mọi người chỉ cần phải lấy cái lưới mọi người bắt nó thôi. Mọi người lấy cái lưới nè, mình có chuẩn bị sẵn cái lưới như thế này. Có một cái lưới như thế này anh em ạ, là mình để đi bắt những cái cặp á, nó đã ghép với nhau. Nhưng mà cái việc đi bắt này thì mọi người nên đi vào buổi tối ấy. Buổi tối khi chim bồ câu nó đang ngủ gần nhau ấy, thì nó sẽ mọi người bắt sẽ dễ hơn. Ví dụ như là đây này, đây là một cặp á, thì mọi người lấy cái vợt này ban ngày mình rất là khó bắt anh em ạ. Nên là ở trên kia đó đây, là những cặp nó đã bắt cặp với nhau đó đấy anh em ạ. Anh em có thể theo dõi anh em thấy này. Thì nhưng mà bây giờ mình rất là khó bắt, nhưng mà đây là một cái phương án là cực kỳ là thuyết phục đối với những anh em nào mà nuôi bồ câu chưa quen, hoặc là mình phân cặp nó chưa chuẩn á, thì anh em có thể lựa chọn cái phương án này. Thì đây là những cặp chim bồ câu titan thái siêu thịt, anh em có thể thấy là những cái cặp này là chuẩn bị vào đẻ hết rồi này. Và để xác định mà chim bồ câu chuẩn bị vào đẻ anh em, thì anh em để ý một chút ở cái cường của nó. Cái cường là cái ở dưới cái diều của nó đó, thì nó đã óng ánh á, nó óng ánh hầu như là hết toàn bộ cái diều. Có cái đây này, có nghĩa là chim bồ câu chuẩn bị vào đẻ nhá. Thì anh em lưu ý một chút thì anh em sẽ biết chim bồ câu như thế nào là chuẩn bị vào đẻ. Còn chim bồ câu phân biệt chống mái thì mình đã làm rất nhiều clip rồi, thì có gì anh em theo dõi thêm ở trên đó. Cái việc nuôi chim bồ câu mà nuôi quần thể anh em, thì nó nói chung là nó cũng có những cái thuận lợi. Khi mà chim bồ câu nó bắt cặp với nhau á, thì nó chính xác và nó chuẩn, nó rất là chuẩn rồi. Mình không cần phải ghép cặp nữa. Và mình cũng để ý là có rất nhiều những anh em á, họ không có điều kiện kinh tế để nuôi, mua lồng công nghiệp về nuôi ấy, thì họ thả chung như thế này, rồi họ tạo những cái ô ấy, để cho chim bồ câu nó làm tổ, nó đẻ cho nó thì cũng được. Nhưng mà hiệu quả kinh tế nó không cao bằng cái việc mà mình nuôi chuẩn công nghiệp theo cái mô hình của Thái bên mình đã từng làm chia sẻ với anh em đó. Thì nhìn chung là cái việc nuôi bồ câu hiện nay á,
thì nó là một cái hướng phát triển kinh tế nó rất là rộng đường và rộng mở cho anh em luôn. Thì nuôi chim bồ câu thì nó có những cái kỹ thuật riêng, và mình cũng đã trình bày với anh em rất nhiều những cái phương án kỹ thuật đối với những anh em gặp khó khăn nuôi làm sao để thành công. Và cái nội dung ngày hôm nay thì anh em xem clip thì anh em cũng hiểu là chim bồ câu bắt cặp như thế nào. Và những anh em nào mà đang gặp khó khăn thì mình nghĩ là xem xong clip này thì anh em cũng đã có một cái kiến thức cơ bản làm sao để mình ghép cặp thành công rồi. Thì anh em nào mà chưa rõ thì có thể gọi điện đến cho mình, hoặc là anh em nào mà có nhu cầu về chim bồ câu, hoặc là muốn trao đổi thông tin, hoặc là muốn liên hệ với mình để gỡ rối thêm những cái vấn đề về kinh nghiệm, thì anh em có thể nhắn tin cho mình này, rồi trên YouTube luôn, trên Facebook luôn. Kênh của mình là Nông Dân Làm Giàu đó anh em. Thì nói chung là kênh của mình cũng rất là nổi tiếng rồi đối với những cái người nuôi bồ câu cả Việt Nam mình luôn, thì cũng nhiều người biết. Và đặc biệt nữa thì cái kênh của mình là không chỉ người Việt Nam đâu, và những cái bạn ở trên quốc tế, ở những nước khác thì cũng theo dõi thường xuyên, và họ cũng có comment ở bên dưới cái video của mình. Nhưng mà mình là một người không có giỏi ngoại ngữ lắm, đôi khi mình không biết trả lời với người ta như thế nào thì mình phải search Google. Thì anh em có thể lên trên cái kênh của mình để anh em theo dõi thêm nhé. Ở clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, và hy vọng rằng anh em tiếp tục ủng hộ mình trong những năm tới đối với kênh của mình. Xin chào tất cả mọi người.